Mến chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh của Hoa Kiển Trúc Ly nha. Hôm nay là lô ngày 1 tháng 10 năm 2022 nha cô chú anh chị. Hôm nay là đầu tháng nha. Con bán một cái lô này là 12 cây. Với giá là đồng giá là 70.000 một cây, con bao ship toàn quốc, con ship từ 3 cây trở lên nha cô chú anh chị. Đồng giá là 70.000 một cây nha. Có cây củ quái rất là nhiều nha. Có một cây mà 2-3 giống luôn á, ghép 2-3 giống luôn á. Hôm nay con quay 12 cây nha cô chú anh chị. Có rất là nhiều giống mới lạ luôn nha. Vườn con là giá bao ship là gửi bưu điện, ship nhỏ cây nha cô chú anh chị. Bao ship gửi bưu điện cho cô chú anh chị mình luôn nha. Cô chú anh chị mà sưu tầm thì cứ alo số điện thoại của con nha. Số điện thoại con là 0358 899 853. Vườn con thì hiện tại là có sứ ghép, thì bao gồm là có sứ ghép, sứ hạt lai tạo, sứ nguyên liệu. Còn hoa giấy thì có hoa giấy ghép, ghép đế Mỹ nữa nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mà sưu tầm loại nào thì cứ kết bạn Zalo với con nha, theo dõi kênh của con nha. Mỗi ngày con đều lên clip hết á. Con sẽ đi sâu vào cây số 1 cho chú anh chị mình nha. Cái vòng cũ nó này là khoảng là tầm 30 nha. Cũ nó quái quái nha chú anh chị. 30 trở lên là 30, 35, 40 có hết. Lộn xộn hết nha. Nay con bán đồng giá là 70.000 một cây. Con bao ship, con ship từ 3 cây trở lên nha chú anh chị. Bắt đầu từ cây số 1. Cây số 1 là cây con ghép Án, Phú Lộc và Hồng Ngọc nha. Cây này năm bo. Đang đơm nụ hết trơn luôn nha cô chú anh chị. Cây này thấy vậy chứ cũng nó quái và nó già nha. Này con ghép lâu rồi. Án và Phú Lộc đang đơm nụ nha. Phú Lộc đang có nụ nè. Án cũng đang có nụ luôn. Cây số 2. Cây số 2 ghép Ngọc Băng và Phương Lam 21 nha. Ngọc Băng màu trắng, Phương Lam 21 màu đỏ viền đen. Cái này 3 bo nha chú anh chị. Có cái bo này nó bị rớt rồi, mình về mình cắt bỏ nha. Còn lại 3 bo, một bo Phương Lam 21 và 2 bo Ngọc Băng. Cái này cũ cũng khá là quái nha. Ngọc Băng trắng tinh khôi nha. Vườn con bán sẽ là chuẩn hoa cho chú anh chị mình luôn á. Cây số 3. Cây số 3 này ghép hai màu rồi rớt cái bông luôn rồi. Cái này là ảo vọng nha chú anh chị. Ảo vọng và màu tím nha. Màu tím hai lớp, tím đen hai lớp. Cây này 3 bo, có một số nhánh tược quang nè, mình về mình cắt bỏ nha. Mới mốt con gửi đi con sẽ cắt bỏ những cái tược như thế này. Mình chừa cái tược này chính để mình nuôi cái bo ở trên thôi. Mình cắt tược dưới để mình nuôi bo nha. Cây này dán nằm luôn nha chú anh chị. Đáng nằm luôn nha. Cái này hai màu nha, ảo vọng và màu tím. Cây số 4 là cây hồng liên hoa. Cây này cũ khá là già nha. Cây này con có cắt giống rồi nên cũ khá già. Cũ nó muốn xanh luôn. Hồng liên hoa này đang chuẩn bị cho hoa nha. Cái bông này rất là giống bông giả luôn á. Nó nở ra nhìn rất là giống hoa giả. Cây số 5 là cây ghép Án một cốt. Cây này cũ quái nha. Cái này rễ nè mà mình nâng đế rễ lên là mình nhổ cây và mình tỉa rễ, mình nâng rễ, mình để rễ, mình làm rễ cao lên là rất đẹp nha các chú anh chị. Cây này rất có dáng nha, Án một cốt. Án này hổm gài nụ te tua là do mưa bão nha. Tược này là cao một trên gan tay nha. Cây số 6. Cây số 6 là cây thần tài nha các chú anh chị. Cây này thần tài dáng nằm nha. Hoa thần tài màu đỏ 5 cánh. Rất là xiên bông nha. Cái nụ này nó rụng bớt rồi là do mưa bão nha các chú anh chị. Thần tài hoa 5 cánh màu đỏ. Cái họng nó cũng màu đỏ luôn. Hồng tài là một cái giống rất là lâu rồi, rất là nhiều người chơi. Dán nằm nha. Cây này 4 bo nha chú anh chị. Tược cũng khá là mạnh. Tược này mình về mình có thể chiết xin nha.
Cây số 7, cây số 7 là con ghép hai màu là màu tím và mà ngọc băng. Cây này 3 bo, 2 bo màu tím và 1 bo ngọc băng nha. Ngọc băng năng nụ nè. Ngọc băng màu trắng tinh khôi từ 3 đến 4 lớp. Hoa màu tím đây. Hoa màu tím cũng đang có nụ luôn. Màu tím thì mình có thể chiếc zin thoải mái nha. Cây số 7. Cây số 8 nha chú anh chị. 8 ghép hai giống rất là hot luôn. Đó là phương la 23 và én nha. Cây này 4 bo, 3 bo én là 15 phương, 1 bo phương la 23 có thể chiếc zin luôn. Én thì có thể chưa chiếc zin được. Cây đang nụ luôn nha chú anh chị. Én đang nụ luôn. Củ quái luôn nha. À, bo phương la 23 nè, cực kỳ luôn. Đang có nụ luôn, mà nụ này nó bị hư rồi. Nụ dưới này được nè. Cây số 9, cây số 9 này con ghép hai màu huyết rồng và hồng ngọc. Cái này 5 bo nha chú anh chị. 1 bo hồng ngọc, 2 bo huyết rồng. Cây số 10 nha, cây số 10 đấy cũng rất là đẹp. Cây số 10 này con ghép phương lam 21 nha của chú anh chị. Số 10 này một màu, đế đẹp. Cái này mình nâng rễ lên rất là đẹp luôn. Phương lam 21 đây. Cây số 11, cây số 11 này ghép phương lam 21, ngọc băng và cần dục 15. Cây này 4 bo ghép 3 màu. Cần dục 15 thì có thể chiếc xin nha. Này lô này của chú anh chị mình về sưu tầm giống cũng rất là nhiều giống luôn nha. Dù 15 đang nụ nè. Cây số 12 là cây long thành củ quái nha chú anh chị. Đây long thành củ quái hoàng quại luôn. Hôm nay con có 12 cây nha. Con ship từ 3 cây. Của chú anh chị mà sưu tầm cây nào thì cứ alo số điện thoại của con nha. Đồng giá là 70.000 một cây con bao ship luôn. Cảm ơn cô chú anh chị và hẹn cô chú anh chị ở video sau nha.